Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của phép lịch sự. Lịch sự nghĩa là gì? Sự xuất sắc của cách cư xử hoặc sự ứng xử xã hội. Hành vi lịch sự, một hành động hoặc biểu hiện lịch sự. Tôn trọng hoặc ân cần, sự nhung chiều, đồng ý hoặc từ bỏ. Theo phép lịch sự chứ không phải bằng quyền. Ví dụ về lịch sự là gì? Các định nghĩa của lịch sự là hành vi lịch sự về việc xuất trình các cách cư xử thích hợp hoặc là một lịch sự và hành động về mặt xã hội thích hợp. Một ví dụ về phép lịch sự là khi bạn bắt tay lịch sự, khi bạn gặp ai đó và nói xin vui lòng và cảm ơn. Một ví dụ về phép lịch sự là thực hành nói cảm ơn. Bạn thể hiện phép lịch sự như thế nào? Phép lịch sự chung: thứ nhất, thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Thứ hai, luôn xin lỗi khi bạn làm sai điều gì đó. Thứ ba, khi ai đó đang trò chuyện, đừng ngắt lời. Thứ bốn, khi bạn thay đổi kế hoạch của mình, hãy cho người khác biết. Thứ năm, tôn trọng nhu cầu của người khác ở nơi công cộng. Thứ sáu, đừng bao giờ làm người khác xấu hổ. Thứ bảy, khi từ chối mọi lời, hãy tử tế và trung thực. Thứ tám, tôn trọng người lớn tuổi. Tại sao phép lịch sự lại quan trọng? Lịch sự thể hiện sự lịch sự, chẳng tốn kém gì mà trả công xứng đáng. Lịch sự là rất quan trọng trong cuộc sống, bởi vì khi bạn lịch sự mọi người là có ấn tượng tốt đẹp của bạn và tôn trọng tự động sau, thay vì hận thù. Học cách cư xử lịch sự là điều bắt buộc đối với tất cả những ai mong muốn đạt được tiến bộ trong cuộc sống. Cư xử lịch sự là gì? Nếu bạn là người lịch sự, cách cư xử tốt nhất của bạn thể hiện sự thân thiện và quan tâm đến người khác, giống như thói quen lịch sự giữ cho người bước vào tòa nhà với bạn. Vì vậy, cư xử lịch sự là một lời nhắc nhở về giá trị của cách cư xử tốt. Lịch sự trong kỹ năng giao tiếp là gì? Lịch sự là tôn trọng mà chúng ta thể hiện với người khác, và trong giao tiếp kinh doanh cũng có ý nghĩa tương tự. Bạn nên thể hiện sự tôn trọng với người đó bằng cách giao tiếp lịch sự. Cá nhân trong khi gửi thông điệp phải lịch sự, chân thành, nhiệt tình và phản ánh. Thông điệp lịch sự không hề thiên vị. Làm thế nào để chúng ta có thể giữ cho thông điệp của mình một cách lịch sự? Hãy luôn luôn sử dụng tiếng Anh thích hợp cũng như toàn hoàn chỉnh các câu trong email công việc của bạn. Tránh biểu tượng cảm xúc, từ viết tắt và biệt ngữ trò chuyện trừ khi bạn biết rõ về người đó. Thực hiện trong các nguyên tắc sau để cho người nhận của bạn thấy rằng bạn tôn trọng họ đủ để đảm bảo rằng tất cả các cụm từ đầy đủ và lịch sự. Làm thế nào để bạn dạy lịch sự? Thứ nhất, cách cư xử phép lịch sự phổ biến để dạy con bạn. Nếu có vẻ là một sự thiếu hụt về cách cư xử và phổ biến lịch sự những ngày. Thứ hai, tử tế, thể hiện lòng tốt ở mọi nơi bạn đến. Thứ ba, được tôn trọng, thể hiện sự tôn trọng với bạn học, đồng nghiệp và người lớn của bạn. Thứ bốn, hãy lịch sự. Thứ năm, không bao giờ sử dụng ngôn ngữ xấu. Thứ sáu, làm việc tốt. Sự khác biệt giữa tôn trọng và lịch sự là gì? Lịch sự thường đơn giản hơn là tôn trọng. Lịch sự về cơ bản chỉ có nghĩa là lịch sự. Ngoài môi trường phục vụ khách hàng, sự tôn trọng còn liên quan nhiều hơn đến sự ngưỡng mộ và tôn kính. Tại sao điều quan trọng là phải lịch sự và tôn trọng? Nhận được sự tôn trọng từ người khác rất quan trọng, vì nó giúp chúng ta cảm thấy an toàn và thể hiện bản thân được tôn trọng bởi những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, lớn lên dạy chúng ta cách tôn trọng người khác. Sự tôn trọng trong các mối quan hệ của bạn xây dựng cảm giác tin cậy, an toàn và hạnh phúc. Tại sao phép lịch sự lại quan trọng ở nơi làm việc? Lịch sự với những người khác có thể khiến bạn được tôn trọng và giúp xây dựng các mối quan hệ kinh doanh thiết yếu. Lịch sự là một phần cần thiết của mọi nơi làm việc. Lịch sự có thể tạo cho những người khác ấn tượng tốt về bạn. Lịch sự có phải là một đức tính tốt không?
lịch sự đang có cách cư xử tốt. Khi bạn nói về hành động lịch sự, bạn cho người khác cảm giác được coi trọng và tôn trọng. Phép lịch sự giúp cuộc sống suôn sẻ hơn. Làm thế nào tôi có thể lịch sự? Lịch sự một cách dễ dàng có thể có nhiều lịch sự với mọi người xung quanh bạn. Để ai đó cắt ngang trước mặt bạn khi tham gia giao thông, giữ cánh cửa mở cho người phía sau và nghĩ đến người khác trước chính mình. Những hành động nhỏ này sẽ không khiến bạn bị coi thường và chúng sẽ tạo ra những tác động tích cực đến vô số người trong ngày. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.